bài cầu nguyện để giúp cho cả nhà của mình thu hút 1 triệu đô la đầu tiên. Diễm đã ứng dụng cái bài cầu nguyện này và giúp cho mình từ cô gái nhân viên văn phòng đã thay đổi cuộc sống trở nên tự do về thời gian, tự do không gian, tự do tài chính và sở hữu cho mình khối tài sản là 1 triệu đô và dù cũng đã chia sẻ cái bí kíp này giúp cho rất là nhiều anh chị cũng ước mơ trở thành triệu phú rất là nhiều anh chị cũng đã ước mơ mình có một cái khoản tiền giúp cho mình có cuộc sống sung sướng và thịnh vượng và ai cũng đã đạt được những cái mục tiêu họ đã đặt ra bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái cuốn sổ và một cây bút và hãy ghi lại bài cầu nguyện sau đây hãy đọc bài cầu nguyện này tối trước khi đi ngủ và sáng ngay sau khi mà bạn thức dậy bài cầu nguyện như sau tôi nhận ra sự giàu có của vũ trụ là vô hạn vũ trụ đã dẫn dắt tôi trên mọi con đường và giúp cho tôi thích nghi với mọi ý tưởng mới vũ trụ đầy quyền năng đã luôn hướng dẫn cho con những cách phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn con được ngài hướng dẫn để luôn tạo ra những sản phẩm có ích nhất cho thị trường tôi thu hút những nhân viên có chung đức tin trung thành và đầy tài năng. Họ là những người đã đóng góp cho sự hòa bình, cho sự thịnh vượng và tiến bộ trong công việc kinh doanh của tôi. Tôi là một thoải nam châm thu hút sự giàu có một cách tuyệt vời bằng cách cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể. Tôi luôn hòa hợp với vũ trụ và với bản chất của sự giàu có. Vũ trụ đã chi phối mọi kế hoạch và mục đích của tôi tôi cho rằng mọi thành công của tôi là đều do vũ trụ dẫn dắt hướng dẫn và chỉ đạo tôi trong mọi nhiệm vụ tôi an tâm cả bên trong lẫn bên ngoài tôi thành công một cách phi thường tôi là một với vũ trụ vì ngài luôn thành công nên tôi luôn thành công tôi nắm bắt được cái yếu tố cần thiết cho sự thành công trong công việc kinh doanh của tôi tôi lan tỏa tình yêu thương và sự thiện chí với tất cả những người xung quanh và với tất cả những nhân viên của tôi tôi lấp đầy tâm trí và trái tim của mình bằng tình yêu